Các Phật nữa, đúng không? Đây là bảy sắc cầu vồng. Có hiện Quán Âm Bồ Tát đứng trên bảy sắc cầu vồng này đó. Phật đâu ai? Tháng 5 2014 nhằm 17 tháng 4 âm lịch năm Giáp Ngọ tại tu viện Bình Đạo, các thầy và các em đã phát hiện một bảy sắc cầu vồng bay giữa bầu trời, hình như là quả địa cầu giống như dĩa bay đang bay đó. Hiện tượng này là hiện tượng rất là lạ, đó là hiện tượng đất nước Việt Nam thịnh vượng. Đây là mảnh đất mới của tu viện.